Chương 4316, Quân Tiêu Dao bá nạo, Cường Long liền ép địa đầu xà. Quân Tiêu Dao đến khiến cho toàn trường đều là náo động. Dù sao đoạn thời gian này, Quân Tiêu giao tên tuổi thật sự là quá lớn. Đoạn thời gian trước, Quân Tiêu Dao tại Vô Ngân Hải, giải quyết ảm dưới 72 ma vương một trong U Cốt Ma Vương, càng làm cho vốn là như mặt trời ban trưa Quân Tiêu Dao, thanh danh càng thêm huyên náo. Tại đây Thiên Vẫn Tinh vực, rất nhiều người cũng đều là sớm đã nghe thấy Quân Tiêu giao tên. Bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng đều là âm thầm cảm thán quân tiêu giao không phụ danh tiếng của nó ngành vẹn chẳng qua là như vậy phô trương cùng uy thế ý, cũng đủ để chấn nhiếp vô số người cùng thế lực quân công tử chuyện là như thế này lập tức liền có người tiến lên đối quân tiêu giao kính cần chắp tay cao chi nơi này tình huống sau khi nghe xong quân tiêu giao thần xác bình tĩnh sau đó con mắt nhìn liếp mắt thiếu ngữ kia mà trần linh nguyệt tầm mắt cũng là nhìn xem quân tiêu giao ánh mắt hơi hơi hoảng hốt một thoáng vị này đẹp mắt đến có chút quá phận nam tử trẻ tuổi chính là cái kia trong truyền thuyết quân tiêu giao sao nói thật trần linh nguyệt sở dĩ trốn tới thiên thủy giới cũng là trong lòng có một tia chờ mong nếu tại thiên vẫn tinh vực nội vô lượng tiên triều xương vương xương bá không có thế lực dám giúp nàng trần ra cái kia thiên vẫn tinh vực ngoại thế lực có lẽ liền có năng lực nhưng coi như như thế trần linh nguyệt cũng là hoàn toàn không dám tưởng tượng ngươi trong truyền thuyết kia có được quân gia vân tộc chờ vô thượng bối cảnh siêu cấp quý công tử thật sẽ xuất hiện tại trước mắt nàng đây quả thực tự như ảo mộng đồng dạng bất quá dù vậy trần linh nguyệt cũng là không có chút nào buông lỏng dù sao nàng còn không biết quân tiêu giao lại là tâm tư gì cùng ý nghĩ thật giống như mới vừa cái vị kia quần anh điện nam tử mặc dù cũng muốn tham gia nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng không phải tất cả mọi người tại đối mặt một chút phiền toái bất công sự tình lúc đều có thể đứng ra mà lại lui một bước tới nói vô lượng tiên triều ở trong mắt quân tiêu giao có lẽ không phải vấn đề gì nhưng tóm lại là một phương tiên triều quân tiêu giao có hay không vảnh vẹn sẽ vì một thiếu nữ mà cùng một phương tiên trở lên xung đột dù sao hiện tại toàn bộ trần gia cơ hồ đều diệt chỉ còn lại có nàng một cây dòng độc đinh trần linh nguyệt để tay lên ngực tự hỏi đổi lại nàng đứng tại quân tiêu giao lập trường có lẽ cũng không muốn bởi vì một nữ tử mà cùng một phương tiên chiều lên xung đột trần linh nguyệt nghĩ đến nơi này hơi hơi yên lặng cái kia mạc thiết thì là đối quân tiêu giao chấp tay nói không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy quân tiêu giao quân công tử tại hạ là là vô lượng tiên triều tướng quân mà thiết cô gái này chính là người trần gia ma trần gia cầu kích phản nghịch ta vô lượng tiên triều thái tử phát hạ mệnh lệnh vây quét trần gia không nghĩ tới cô gái này khôn khéo xảo quyệt một đường trốn đến nơi này cũng là kinh động đến quân công tử mà thiết cũng không ngốc quân tiêu giao bực này nhân vật rõ ràng là hắn không chập nổi cho nên trong lời nói cũng là không có chút nào bất kính mà lại hắn thấy lần này quân tiêu giao đi vào thiên vẫn tinh vực là vì cái kia phệ hồn tộc cùng với thương hồn cổ giới sự tình bực này việc nhào hẳn là cũng không vào hắn mắt huống hồ vô lượng tiên triều dù sao cũng là thiên vẫn tinh vực địa đầu xà chúa tể một phương quân tiêu giao mặc dù lai lịch phi phạm nhưng cũng không đến mức vì một nữ tử chưa chọc địa đầu xà quân tiêu giao vẻ mặt nhà nhạt, nhạt, nhìn về phía trần linh nguyệt trần linh nguyệt tay ngọc hơi hơi giết chặt ánh mắt buồn xuống nhưng lập tức vẫn là lấy dũng khí nhìn về phía quân tiêu giao quân công tử ta trần ra là bị vô lượng tiên triều bêu xấu quân tiêu giao khẽ gật đầu bình thường tới nói hắn lười nhác quản này loại nhàn sự nhưng nếu cô gái này có thể làm cho diệp vũ vì đó ra mặt quân tiêu giao cũng là có một tia tò mò hắn thản nhiên nói ngươi nghe được vị cô nương này nói bọn hắn là bị bêu xấu mà thiết vội vàng nói cô gái này lời nói của một bên quân công tử chớ có tin vào quân tiêu giao lãnh đạm nói ý kia là ta là có thể nghe tin các ngươi vô lượng tiên triều lời nói của một bên mà thiết vẻ mặt một trầu, quân tiêu giao tiếp theo nói. Ta cảm thấy việc này khả năng có chỗ kỳ quặc, các ngươi rời đi đi. Lời này vừa nói ra. Mà thiết vẻ mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lần này bắt hồi trở lại Trần Linh Nguyệt, có thể là thái tử du trường minh nhiệm vụ. Nếu là cuối cùng không có mang về đi, hắn cũng phải bị phạt. Mà thiết nhắm mắt nói. Quân công tử, nay chân ra cấu kết phản nghịch, làm nhiều việc ác. Ta vô lượng tiên triều chính là trường ác dương thiện, hy vọng quân công tử có thể thành toàn Mạc thiết hiện tại là dùng thiện ác đạo nghĩa ép người quân tiêu dao đuôi lông mày nhẹ nhàng nhảy lên nhưng mà còn không đợi hắn có chút động tác hắn tọa hạ hoàng vũ chính là hóa thành một đạo sáng chói lưu quang vọt thẳng hướng mạc thiết càn rỡ cũng dám nghi vấn công tử nhà ta hoàng vũ có thể nói là lột xác thành trung thành nhất chó san trực tiếp ra tay chấn hướng cái kia mạc thiết huống hồ bản thân hắn cũng là đến từ một phương bá tộc phượng hoàng vũ tộc bên trong kim phượng nhất tộc cho nên tự nhiên cũng không sợ đắc tội cái gì vô lượng tiên triều. Mà thiết mặc dù cũng là một tôn đế trung cự đầu, nhưng lại như thế nào cùng hoàng vũ bực này địa cấp danh sách yêu nguyệt so sánh. Bất quá một chiêu mà thôi. Mà thiết cả người thân hình bay ngược, trong miệng máu tư sen lẫn tạng khí phun ra. Cả người đụng bay ra ngoài. Rất nhiều kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ phá diệt, hóa thành bụi trần, mà còn lại vô lượng tiên triều tu sĩ xem đến nơi này. Cũng là sắc mặt trắng bệch, không dám vọng động, quân tiêu giao thần sắc đạm mạc nói ta cảm thấy việc này có kỳ quặc vậy chính là có kỳ quặc làm sao ngươi không phục tại lực lượng bối cảnh ngang nhau tình huống dưới mới có thể giảng đạo lý mà tại lực lượng không ngang nhau tình huống dưới cái gọi là đạo lý chính là cường giả định ra quy củ vô lượng tiên triều ở trong mắt quân tiêu giao lại đáng là gì các ngươi mà thiết giới khóe miệng ba đều là máu tươi vạt áo bị ngượng đỏ toàn thân xương cốt gân mạch đều là vỡ vụn cơ hồ là nửa tàn phế hắn hoàn toàn không nghĩ tới quân tiêu giao vậy mà như thế cường thế không để ý chút nào cùng vô lượng tiên triều cô gái này là ta nhà thái tử truy đã đối tượng mà thiết lời vẫn chưa xong quân tiêu giao lãnh đạm nói cái gì thái tử chính là vô lượng tiên triều hoàng chủ ở đây lại như thế nào lời lấy ra bát phương chúng tu đều là âm thầm liếu lưỡi không hổ là quân tiêu giao cùng trong truyền thuyết tính tình giống như đúc bá đạo vô cùng không bán bất luận người nào mặt mũi đều nói cường long không ép địa đầu xa, đặt ở quân tiêu giao nơi này chính là cường long liền ép địa đầu xa không lan liền chết hoàng vũ đôi mắt bắn ra màu vàng kim thần diễm mà thích cưỡng chế trong lòng khuất nhục cùng còn lại vô lượng tiên triều tu sĩ cùng một chỗ hoàng hốt bỏ chạy thay cái kia chật vật không chịu nổi giới đi vô lượng tiên triều tu sĩ bên trong tòa thành cổ tu sĩ đều là cảm giác hốt hoảng không thôi tại thiên vẫn tinh vực vô lượng tiên triều có thể nói là địa đầu xà mặt khác bất kỳ thế lực nào đều không dám cùng hán tranh phong nhưng mà quân tiêu giao vừa đến không quan tâm đây là trực tiếp đánh vô lượng tiên triều mặt a xem như kết xuống cửu oán mà lại chủ yếu nhất là đang ra không tất cả mọi người là nghĩ thầm đổi lại bọn họ là quân tiêu giao cho dù sẽ không kinh kỵ vô lượng tiên triều nhưng cũng không cần thiết vì một thiếu nữ Chơ chọc này nhóm thế lực cái kia không có lời giá trị không ngang nhau trần linh nguyệt cũng là giật mình như trong mộng không nghĩ tới quân tiêu giao thật giúp nàng nàng bước liên tục lực động đi vào quân tiêu giao trước người linh nguyệt đa tạ ân nhân Trần Linh Nguyệt thật sâu cúi đầu, nàng dùng vì cái thế giới này là hắc ám, mạnh được yếu thua, vô lượng tiên triều, không có chút nào nguyên do vu oan. Liên có thể diệt bọn hắn Trần gia cả nhà, mà bây giờ, trước mặt vị này công tử áo trắng, ra tay bảo hộ nàng, mặc dù đối quân tiêu giao tới nói, khả năng này bất quá là tiện tay một chuyện nhỏ, nhưng lại đủ để cải biến Trần Linh Nguyệt phận mệnh, nhưng Trần Linh Nguyệt thật sâu ghi nhớ trong lòng, mà cách đó không xa, Diệp Vũ thấy Trần Linh Nguyệt đối quân tiêu giao thật sâu cúi đầu, chẳng biết tại sao đúng là không hiểu sinh ra một loại giống như có thứ gì trọng yếu trong cõi u minh bị đoạt đi cảm giác cái loại cảm giác này khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái loại cảm giác này đến cùng là diệp vũ cao mày hắn có thể xác định thiếu nữ kia cùng sư sư cũng không có chút nào chỗ tương tự nhưng vì cái gì hắn sẽ có này loại cực kỳ khó chịu cảm giác đâu chương 4317, loạn thế thất tinh một trong tham lang tài tinh thiếu nữ trước mặt mặc dù không có loại kia kinh diễm trần thế mỹ lệ nhưng ngũ quan cũng là tinh xảo tú lệ mũi ngọc tinh xảo nhào nhắn mưa đỏ điểm điểm nàng đối quân tiêu giao trịnh trọng hành lễ mang theo ý cảm kích quân tiêu giao khóe mắt liếc qua chú ý tới cách đó không xa diệp vũ cái kia một tia thần sắc khác thường Đáy mắt càng có một điểm nghiền ngẫm vị này thiếu nữa đến tuột cùng có chỗ đặc thù gì có thể làm cho diệp vũ như thế để bụng lòng hiếu kỳ của hắn cũng là bị cong lên cảm thấy suy tư quân tiêu giao mặt ngoài thản nhiên nói không cần đa lễ ta bất quá là cảm thấy chuyện trong đó có lẽ có ít hứa kỳ quặc ngươi trước theo ta trở về đi nghe được quân tiêu giao trần linh nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ chờ mong nàng cá nhân lực lượng quá mức nhỏ bé đối mặt vô lượng tiên triều quái vật khổng lồ này không có biện pháp mà thiên vẫn tinh vực thế lực khác rõ ràng cũng không thể là vì nàng một thiếu nữ mà đi đắc tội vô lượng tiên triều chỉ có quân tiêu giao có thể thay nàng tiếng trư chính nghĩa trần linh nguyệt liền phải tiếp tục cúi đầu bái tạ quân tiêu giao lại hơi hơi đưa tay một cỗ vô hình lực lượng đem hắn nâng lên nói không cần đa lễ đổi lại những người khác hoặc thế lực ta cũng sẽ làm như vậy dù sao công lý thứ này dù sao cũng phải có người mở rộng mới được quân tiêu giao lạnh nhạt nói lời vừa nói ra cũng là nhiều chung quanh chúng tu đều là âm thầm gật đầu không hổ là quân công tử cũng chỉ có hắn mới có năng lực như thế chẳng lẽ sự tình thật sự có kỳ quặc trần gia là bị bêu xấu có thể vô lượng tiên triều tại sao phải vu oan trần gia đối hắn làm loạn bất luận như thế nào ta ngược lại thật ra thật hâm mộ vị này trần gia tiểu thư vậy mà cùng quân công tử lao lên quan hệ mọi người tại đây nghị luận tầm ý rất nhiều nữ tử đều là đối trần linh nguyệt quang đi cực độ vẻ hâm mộ nay trần linh nguyệt thật đúng là nhân họa đắc phúc có quân tiêu giao bảo hộ nàng hiển nhiên là không cần lo lắng cái gì coi như là vô lượng tiên triều cũng không có lái văn kia dám đối quân tiêu giao làm loạn cảm thụ được mọi người chung quanh cái kia hâm mộ đến cực điểm tầm mắt trần linh nguyệt chính mình cũng là cảm giác có chút hốt hoảng như trong mộng đồng dạng sau đó nàng cũng là đi theo quân tiêu dao rời đi nhìn xem trần linh người theo quân tiêu dao mà đi thân ảnh diệp vũ âm trầm xếp quả đấm chẳng biết tại sao trong lòng liền là có một cỗ khí ư chặn lấy rõ ràng cô gái kia cùng hắn không có chút nào quan hệ vì sao hắn sẽ có loại cảm giác này cái kia quân tiêu dao cũng không phải người tốt lành gì vậy mà lại hào tâm như thế cứu người thật sự là kỳ quái một bên tần khung thì thầm trong miệng ngược lại nhìn về phía diệp vũ sững sờ nói Diệp ca, ngươi thế nào? Không, không có gì. Diệp Phũ trả lời, là ảo giác của hắn mà thôi. Đúng, nhất định là ảo giác. Diệp Phũ không biết, hắn lần này do dự, đến tột cùng sẽ trong tương lai, mang đến cho hắn cái gì. Một bên khác, quân tiêu giao cũng là mang theo Trần Linh Nguyệt. Tề tới bên trong tòa thành của trụ sở, lui người bên ngoài về sau. Quân tiêu giao nhìn về phía Trần Linh Nguyệt. Trần Linh Nguyệt vừa muốn mở miệng nói cái gì, quân tiêu giao chính là nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói trong cơ thể ngươi có được loạn thế sao trời đúng không công tử ngài biết Trần linh nguyệt cũng là kinh ngạc à quân tiêu giao nhẹ nhàng cười một tiếng ta không chỉ biết ta còn biết trong cơ thể ngươi sao trời nếu không có chuyện ngoài ý muốn chính là loạn thế thất tinh một trong tham lang tai tinh nghe được quân tiêu giao trí ngôn trần linh nguyệt con ngươi hơi hơi trừng lớn sau đó trong mắt của nàng hiện ra một vẻ ảm đạm chi sắc quân công tử ngài nói là không phải là bởi vì trong cơ thể ta tham lang tai tinh từ đó làm cho ta trần gia diệt tộc tai kiếp nghĩ đến cha mẹ của mình vì hộ tống chính mình đều là vẫn lạc tại vô lượng tiên triều tu sĩ trong tay trần linh nguyệt chính là cảm giác được một loại cực hạn thống khổ quân tiêu rào hơi hơi yên lặng tham lang tai tinh chính là loạn thế thất tinh một trong chúa tể tai kiếp chi vận nguyên bản cỗ lực lượng này là cực kỳ khủng bố có thể cho người khác mang đến tai kiếp vận rủi thấy như rất rõ ràng trước mắt trần linh nguyệt còn cũng không có khống chế tham lang tai tinh năng lực cho nên ngược lại là chính nàng tao ngộ như thế vẫn rủi, không cần quá mức chỉ trích chính mình, nên hận, là cừu nhân của ngươi, bất quá dùng thực lực của ngươi, có lẽ còn không cách nào khống chế trăm lăng tai tinh lực lượng. Ta trước tiên có thể đem trong cơ thể ngươi tham lăng tai tinh lực lượng, tạm thời phong cấm ổn định lại, quân tiêu giao dứt lời. Một trường hướng về Trần Linh Nguyệt. Trong cơ thể hắn đồng dạng có sao trời lực lượng, tử vi đế tinh, thiên cơ minh tinh, thái vi hồn tinh lực lượng mãnh liệt mà ra, quân tiêu giao có thể cảm giác được, tại Trần Linh Nguyệt trong cơ thể, Ngươi sao màu đen lực lượng phun trào trong lúc mơ hồ phảng phất tạo thành một đầu màu đen thiên lăng mang theo tai ách kiếp họa lực lượng quân tiêu giao dùng tam đại diệu thế tinh thần lực lượng chấn áp phong cấm tham lang tai tinh lực lượng cuối cùng đem hắn chấn phong tại Trấn phong về sau trần linh nguyệt cũng là cảm thấy một loại không hiểu dễ dàng phảng phất trên người xiềng xích cùng gánh nặng bị tan mất chẳng qua là ánh mắt của nàng vẫn như cũ ảm nạm bây giờ toàn bộ trần gia chỉ còn lại có một mình nàng ngươi nói các ngươi trần gia là bị oan uổng quân tiêu giao nói trần linh nguyệt gật đầu cũng là đem một chút tình huống nói cho quân tiêu giao sau khi nghe xong quân tiêu giao lộ ra suy nghĩ hạ mệnh lệnh nói trần gia cấu cách phản nghịch vây quét trần gia cũng không phải là vô lượng tiên triều hoàng chủ mà là vô lượng tiên triều thái tử tên là du trường minh nhắc lên du trường minh trong mắt trần linh nguyệt chính là có tà lừng không đi hận ý quân tiêu giao hơi hơi trầm ngâm vị kia vô lượng tiên triều thái tử vô duyên vô cớ vì sao muốn làm loạn trần gia mà lại mong muốn bắt Trần Linh Nguyệt để lại người sống, cũng không phải là trực tiếp rời sát. Nói cách khác, cái kia Du Trường Minh mục tiêu liền là Trần Linh Nguyệt, hẳn là biết được trong cơ thể nàng có được loạn thế sao trời. Cái kia Du Trường Minh chẳng lẽ cũng là một vị tinh thần chi chủ, mong muốn chiếm đoạt Trần Linh Nguyệt sao trời, vẫn là nói. Có mặt khác bí mật, không hề nghi ngờ, vị này vô lự tiên triều thái tử, tất nhiên có vấn đề, cảm thấy suy nghĩ một chút về sao. Quân tiêu giao đối Trần Linh Nguyệt nói ngươi trước tạm thời lưu ở bên cạnh ta cái kia vô lượng tiên triều không dám đối ngươi như thế nào chuyện sau đó ta sẽ an bài ngươi không cần quan tâm xem trên người ngươi cũng không ít thương thế đợi lát nữa để cho người ta cho ngươi đưa chút dược trước điều dưỡng một phiên y quân tiêu giao lời nói nhàn nhạt, nhạt như là nhiều trần linh nguyệt có một loại đã lâu ấm áp dù sao quân tiêu giao là nhân vật bậc nào phóng nhãn thương mang thân phận đều là cao quý không tả nổi bậc này nhân vật có thể cứu nàng cái này tiểu nhân vật đã là đáng quý hiện tại lại còn đối với nàng như thế cẩn thận chiếu cố đơn giản có thể nói là xong đẹp tới cực điểm quân công tử tân tình của ngài linh nguyệt không thể báo đáp trần linh nguyệt cắn môi không cần như thế quân tiêu giao nói sau đó hắn cũng là sắp xếp người đen trần linh nguyệt đi dàn xếp một phiên liên quan tới cái kia vô lượng tiên triều thái tử quân tiêu giao tử sẽ cho người đi điều tra bất qua khiến cho hắn tò mò chính là đang dò xét trần linh nguyệt trong cơ thể tình huống sao nàng đích xác là một vị tinh thần chi chủ nhưng trừ cái đó ra quân tiêu giao không có phát hiện manh mối gì diệp phú lối nàng đặc biệt quan tâm nguyên nhân là cái gì đây chẳng lẽ cũng là cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua đồng bạn bất quá xem trần linh nguyệt ngôn hành cử chỉ cũng không có chút nào người xuyên việt sáng vẻ nếu tạm thời không có đầu mối cái kia quân tiêu giao cũng không có xoắn xít cái gì nói không chừng ngày sau liền sẽ có được đáp án chương bốn nghìn du trường minh cố kỵ lẫn nhau thôi diễn liên quan tới thiên thủy giới cổ thành phát sinh sự tình cũng là trong thời gian cực ngắn truyền vang toàn bộ thiên vẫn tinh vực vô động tiên triều thân là thiên vẫn tinh vực địa đầu xa nội tình thế lực tối cường tên tuổi tự nhiên không cần nhiều lời nhưng mà lại tại quân tiêu giao trước mặt ăn quả đáng ngược lại cũng có một chút thế lực đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác vô lộ tiên triều tại thiên vẫn tinh vực hoàn toàn chính xác có thể nói là xưng vương xương bá nhưng nói muốn người giả bị đụng quân tiêu giao bực này nhân vật cái kia ngược lại là có chút ý nghĩ hão huyền dù cho bỏ qua một bên quân gia cùng vân tộc vô lượng tiên triều dù cho đối mặt thiên dụ tiên triều đều không dám quá mức cho nên lần này xung đột rất nhiều người cũng đều cho rằng vô lượng tiên triều hẳn là sẽ nuốt giận vào bụng như vậy bỏ qua tại vô lượng giới vô lượng tiên triều hạch tâm trong hoàng thành du trường minh xếp bằng ở trong động phủ nghe được cóc dưới bẩm báo tin tức sao hắn mắt không biểu tình chẳng qua là hai đầu lông mày hội tụ một chút mây đen quân gia. quân tiêu rau du trường minh tự lẩm bẩm quân gia hắn tự nhiên là biết được này một gia tộc quá mức thần bí mạnh mẽ hắn cổ lão trình độ thậm chí so với vạn tinh phi tiên điện đều muốn xa xưa quá nhiều thậm chi có thể truy tố đến thương mang nhất cổ kỳ nguyên bên trong bởi vì hắn từng là vạn tinh tứ đại tinh quân một trong phi tiên điện cho nên giải được một chút bí văn cũng cũng không ít quân gia lai lịch rất không bình thường thậm chí có thể nói bọn hắn vốn là tiên tri tộc diện như tại dưới tình huống bình thường du trường minh coi như là đã từng trường minh tinh quân nhưng hắn cũng cũng không muốn cùng quân gia người đối địch. Nhưng vấn đề là, hắn muốn chân chính tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, nhưng tự thân tu vi thực lực tăng vọt, nhất định phải đạt được diệu thế hoặc là loạn thế sao trời. Trần Linh Nguyệt, vốn là hắn con mồi, đến mức trần ra. Bất quá là bị tai bay vạ gió, cái loại là cấu kết phản tộc, bất quá là du trường minh tùy ý tìm một cái lấy cớ lý do thôi, không phải, tùy tiện, không có chút nào nguyên do. Liên hủy diệt một phương gia tộc, cái kia cũng có chút quá, thiên vân tinh vực thế lực khác cũng sẽ đối vô lượng tiên triều có chỗ chỉ trích không vừa lòng quân gia cái kia quân tiêu giao đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng du trường minh tầm mắt tối nhanh chóng tuy nói quân gia làm hắn có mấy phần cố kỵ nhưng bây giờ quân gia không hiện ra thương mang cái kia quân tiêu giao cũng bất quá chẳng qua là cái trẻ tuổi tiểu bối mà thôi mà hắn thì sao có thể là vạn tinh tứ đại tinh quân một trong phi tiên điện lại như thế nào cũng không đến mức như vậy cố kỵ một tên tiểu bối du trường minh tâm tư nhất chuyển lại lần nữa tế ra một phương la bàn phía trên có bát phương tinh vị hiển hiện giống như chu thiên tinh thần đang vận hành lưu chuyển vạn tinh phi tiên địa tam hiểu nhất vận dụng sao trời lực lượng mà sao trời lực lượng tại thôi diễn đo lường tính toán bói toán phương diện tự nhiên cũng là có được trời yêu ái yêu thế vạn tinh phi tiên điện đối với bói toán đo lường tính toán chi đạo cũng là cực kỳ tinh thông lúc trước vạn tinh phi tiên điện tao ngộ trong cõi u minh ác nạn nếu không phải là sớm thôi diễn ra một chút nạt triệu dấu hiệu cái kia vạn tinh phi tiên điện liền có khả năng toàn diệt Chỉ để đoạn tuyệt truyền thừa du trường minh tự nhiên cũng không có khả năng cận lợi lân hồi sau đó du trường minh bắt đầu thông qua một chút thủ đoạn thôi diễn đo lường tính toán Nhí tính ra quân tiêu giao một chút dấu vết để lại nhưng mà tại đây phiên thôi diễn bên trong du trường minh phát hiện hắn đúng là phảng phất tại thôi diễn một cái không tồn tại người không có chút nào nhân quả liên lụy như cùng một mảnh trong sương mù hư vô không chỉ như thế du trường minh thân thể chấn động nguyên thần chấn động một cỗ trong cõi u minh cắn trả lực lượng mãnh liệt tới không tốt du trường minh thần tâm chấn động trong miệng mũi đúng là chàng ra máu tươi hắn hiện tại dù sao chẳng qua là vô lượng tiên triều thái tử mà không phải chân chính trường minh tinh quân như vậy thôi diễn đối với hắn mà nói vẫn là hạn chế quá lớn phốc phốc du trường minh phun ra một ngụm nhỏ máu tươi cái này ngươi đến tột cùng là hạng gì tồn tại chẳng lẽ có đại nhân vật giúp hắn che giấu thiên cơ Du Trường Minh cả kinh nói: Nhi đến quân Tiêu Giao quân gia thân phận, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Cùng lúc đó, tại Thiên Thủy giới bên trong tòa thành cổ, quân Tiêu Giao xếp bằng ở một chỗ trong điện. Một đoạn thời khắc, hắn mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. nghĩ muốn suy diễn ta, đáng tức hỏa hầu còn chưa đủ, đã như vậy, quân Tiêu Giao tâm tư suy nghĩ, hắn cũng là tế ra một cỗ lực lượng, rõ ràng là thiên cơ mệnh tinh lực lượng, thiên cơ mệnh tinh có được thôi diễn. Đo lường tính toán bói toán năng lực đặc thù quân tiêu dao mặc dù không có luyện hóa nhưng cũng có thể mượn nhờ lực lượng mặt khác đừng quên quân tiêu dao tại sơ lâm thiên dụ tiên triều lúc từng lang lên thiên cơ thánh sơn tại quan thiên cổ bia bên trong thu hoạch thiên cơ thần thuật đây chính là khương gia thiên cơ đại đế tuyệt học cho dù quân tiêu dao không có chuyên môn tu hành nhưng dùng thiên phú của hắn sơ bộ vận dụng vẫn là không có vấn đề lại có người dám thôi diễn lai lịch của hắn vậy hắn tự nhiên cũng có thể đào ngược thôi diễn trở về quân tiêu dao quanh thân Vâng sang sáng chói khi thấy mịt mờ có vô số phủ văn diễn hóa trong sương mù mơ hồ có thể vập đến một đạo thân ảnh dường như tại trong hư vô nhìn thẳng hắn quả nhiên là người kia quân tiêu giao thì thảo cái kia cỗ khí cơ đến từ vô lượng giới đó là vô lượng tiên triều địa bàn mà thôi diễn hắn người chính là vị kia vô lượng tiên triều thái tử bất quá hắn có vẻ như không có đơn giản như vậy quân tiêu giao tiếp tục thôi diễn mà bên này du trường minh cũng là có phát giác hắn cũng là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc cái kia quân tiêu giao vậy mà cũng sẽ thôi diễn chi thuật du trường minh nhíu mày thủ đoạn biến hóa muốn ngăn cách hết thảy cuối cùng hai người thôi diễn đều là kết thúc du trường minh xóa đi khóe miệng máu tươi thần sắc mang theo một vệt lạnh ý quân tiêu giao thủ đoạn mai dự liệu của hắn bất quá du trường minh mặc dù không có thôi diễn ra quân tiêu giao quá nhiều tin tức nhưng cũng là có thu hoạch cái kia quân tiêu giao trên thân xem ra cũng không phải là chỉ có tử vi để tinh cỗ lực lượng kia là thiên cơ mệnh tinh lực lượng du trường minh nghĩ trầm nói cách khác quân tiêu giao trên thân ít nhất đều có hai khoản dự thế tinh thần là thêm trần linh nguyệt trên người một khỏa loạn thế sao trời còn có nghe nói quân tiêu giao bên người hai người một thường hy cùng dương húc cũng đều có dự thế tinh thần như hắn có thể toàn bộ đạt được cái kia chính là năm ngôi sao thần mượn nhiều năm ngôi sao thần tu luyện vạn tinh phi tiên thuật vậy hắn tu vi cảnh giới đen sẽ tăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố bất quá quân tiêu giao cũng không phải dễ đối phó nhân vật hắn hiện tại cũng chỉ là vô lượng tiên triều thái tử mà thôi cùng quân tiêu giao thân phận có thể nói là ngày đêm khác biệt du trường minh tâm tư lưu truyền vẫn cảm thấy hẳn là ở trước mặt thăm dò một thóa quân tiêu giao hắn nói người tới điện hạ mai động phủ có vô lượng tiên triều cường giả chắp tay truyền bản thái tử mệnh lệnh bởi vì thương hồn cổ giới sự tình bản thái tử người các lộ thế lực đến đây vô lượng tiên triều dự tiệc thương nghị việc này tuân mệnh cường giả kia chắp tay thối lui du trường minh tầm mắt thâm thúy như bao hàm muôn vàn sao trời ở trong đó này mấy người sao lực lượng đối ta tu hành cực kỳ trọng yếu cũng là muốn tận mắt nhìn một chút cái này quân gia hậu nhân đến tuột cùng là hạng gì nhân vật mà tại quân tiêu giao bên này quân tiêu giao đồng dạng mắt lộ ra thâm ý mới vừa một phiên thôi diễn hắn cũng đã nhận ra một ít dị thường cùng dấu vết để lại thôi diễn người hẳn là cái kia vô lượng tiên triều thái tử du trường minh như ta cũng không có thôi diễn ra trên người hắn. Có sao trời khí tức, là hắn có chỗ che giấu. Vẫn là, quân tiêu giao mơ hồ cảm thấy, tị này vô lượng tiên triều thái tử, hẳn là không chỉ là cùng tinh thần chi chủ có quan hệ, hắn khả năng có cấp độ càng sâu lai lịch. chương 4319, Du Trường Minh ngoài ý muốn, là kiêm gia cùng thu thủy tinh quân, ngay tại thiên vẫn tinh vực nối. Cái lực khắp nơi bởi vì quân tiêu giao cùng vô lượng tiên triều trung đột, mà nói chuyện say sưa lúc, treo vô lượng tiên triều truyền ra tin tức, vô lộ tiên triều thái tử du trường minh đem tổ chức yến hội mời đến đây thiên vẫn tinh vực thế lực khắp nơi thương nghị liên quan tới phệ hồn tộc cùng với thư hồn cổ giới sự tình tin tức này vừa ra cũng là đưa tới bát phương rôn sao. rất nhiều người lập tức liền nghĩ đến quân tiêu giao xem ra vô lộ tiên triều thái tử đây là ý không ở trong lời a hẳn là sẽ không đi hắn lái van có lớn như vậy sao du trường minh thái tử tại thiên vẫn tinh vực nổi hoàn toàn chính xác có thể nói là thân phận bất phẳng địa vị tôn dùng nhưng cùng quân công tử so sánh không phải nói là hệ so sánh so sánh tư cách đều không có du trường minh tối đa cũng liền là địa đầu xà mà địa đầu xà cường thế đến đâu lại như thế nào cùng cửu thiên chân long so sánh cả hai căn bản cũng không tại một cái tầng cấp lên cho nên cũng có người cho rằng lần này hẳn là cái kia vô lượng tiên triều thái tử mong muốn hỏa hoãn cùng quân tiêu giao quan hệ dù sao vô lượng tiên triều cho quân tiêu giao một cái không tốt ấn tượng đầu tiên nhưng bất luận như thế nào Đối với lần tụ hội này, rất nhiều thế lực vẫn là nguyện ý đi gom góp cái này náo nhiệt. Làm quân tiêu giao nghe nói tin tức này sao? Hắn chẳng qua là một tiếng cười khẽ. Cái kia du trường minh, xem ra là có thăm dò tâm tư của hắn. Đã như vậy, cái kia quân tiêu giao liền thỏa mãn ý nghĩ của hắn. Không chỉ như thế, hắn còn muốn mang Trần Linh Nguyệt cùng đi. Đến mức cái gọi là hồng môn yến. Trừ phi du trường minh một lòng muốn chết. Bằng không, dù cho cho hắn một vạn cái lá gian, hắn cũng không dám tại loại kia tụ hội bên trên đường hoàng tính toán quân tiêu giao cái gì cho nên quân tiêu giao không có chút nào cố kỵ trực tiếp là dẫn đầu mọi người lên đường đi tới vô lượng giới mà quần anh điện một đám tu sĩ cũng là đi tới bọn hắn chủ yếu là muốn từ vô lượng tiên triều nơi đó tìm hiểu một thoáng liên quan tới thư hồn cổ giới tin tức vô lượng giới vô lượng tiên triều trong hoàng thành một chỗ rộng lớn hoàng gia trong lâm viên cổ nhạc thần sơn đứng vững thác nước bạc như giải lộ rủ xuống rất nhiều cung khuyết lầu cát tọa lạc sơn thủy ở giữa tiên ba nôn hà thị thảo tranh nhau phát sáng, linh khí bốn phía. Thân La Thiên vẫn tinh vực long đầu thế lực, vô lượng tiên triều phô trương, cũng xác thực không thấp. Giờ phút này, tại lâm viên bên trong, sớm đã bày xuống rất nhiều yến hội, ngọc bàn chân tu, món ngon linh quả, nhiều vô số kể. Du Trường Minh ở vào trong đám người, một thân kim bào, dáng người anh tuấn, tóc đen bị cửu long ngọc quan buộc lên, khi tức sâu lắng nội liễm, cả người cũng là lộ ra hơn người. Không bao lâu, quần anh điện một đám thiên kiêu yêu nghiệt tới, Du Trường Minh chủ động tiến lên, cười nhạt một cái nói: "Đa Tạ Quần Anh Điện các vị đạo hữu đến đây tưng bóc, Hách khí, một chút Quần Anh Điện tu sĩ, cũng là đánh giá Du Trường Minh, phát hiện vị này vô lượng tiên triều thái tử, quả nhiên không tầm thường, khí độ trầm ổn thong dong, Diệp Phú cùng Tần Khung cũng tại Quần Anh Điện chúng tu bên trong. Thấy cái kia Du Trường Minh, Diệp Phú không có chút nào hảo cả, mà một bên khác, một nhóm thân ảnh buông xuống, đưa tới không nhỏ oanh động, là Lạc tộc, vì kia chính là Lạc Kiên gia tiên tử sao? không hổ là có thể trở thành nghe thường tộc đến nữ nhân vật đời này có thể được thấy một lần cũng là không tiếc rất nhiều náo động thanh âm vang lên làm cho dù trường minh cũng là quang đi tầm mát mà này xem xét phía dưới hắn ánh mắt hơi hơi ngơ ngẩn đó là một vị phong hoa vô song nữ tử thân mang một bộ làm sao váy ngắn như xương như khói đồng dạ dùng thu thủy vì thần ngọc phi cốt để hình dung cũng tuyệt đối không quá náng tóc xanh như suối đổ xuống vai lộ ra một tấm oánh oánh như ngọc dung nhan tựa như chân trời trăng non như ngọc thụ đống tuyết bất luận cái gì người thấy cô gái này lần đầu tiên đều cảm giác hai mắt giống như là bị thanh tuyền gột rửa đồng dạng đều biến đến thông thấu sáng lên cô gái này chính là lạc kiêm gia tại nàng bên người còn đứng lấy một vị dáng người phẳng phiêu dung mạo tấn tú nam tử tự nhiên là lạc phong lần này thương hồn cổ giới xuất thế lạc phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trước đó tại vô ngân hải tổn thất đạo diễn bí tàng cùng với bản nguyên đạo thai nhiều lạc phong tâm tính có chút mất cân bằng sau này hắn cũng là tu luyện đầu tư cho hắn phệ hồn đại pháp ông trầm bắt một chút tu sĩ sinh linh quả nhiên tốc độ tiến bộ cực nhanh mà tham đến tiện nghi lạc phong tự nhiên khẩu vị càng lúc càng lớn sẽ không như vậy bỏ qua vừa vặn lần này phệ hồn tộc cổ giới xuất thế lạc phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này đại cơ duyên đến mức lạc kiên gia vừa vặn tại lạc tộc cũng là cùng một chỗ đến đây du trường minh nhìn xem lạc kiêm gia sững sờ xuất thần cũng không phải đơn thuần bởi vì lạc kiêm gia đẹp mà là bởi vì làm sao có thể Thu thủy tinh quân, Du Trường Minh biểu lộ hơi hơi nương tụ. Vị nữ tử này khuôn mặt cùng hắn trong trí nhớ Thu thủy tinh quân giống như đúc, mà Thu thủy tinh quân giống như Trường Minh tinh quân đều là lúc trước Vạn Tinh tứ đại tinh quân một trong phi tiên điện tinh quân vị trí cũng không phải chỉ có nam tử mới có thể đảm nhiệm. Chẳng lẽ Thu thủy tinh quân cũng thành công ngưng tụ luân hồi ấn? Chẳng qua là nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Chẳng lẽ là Thu thủy tinh quân luân hồi ấn còn không có bị kích hoạt? Trong nháy mắt. Du Trường Minh thầm nghĩ đến rất nhiều, cái họa là luân hồi ấn, cũng không phải là trăm phần trăm có thể kích khởi, dưới tình huống bình thường, muốn tại một chút cực kỳ đặc thù thời cơ, mới có thể kích hoạt. Tỉ như trước đó, Khương Vận Nhiên luân hồi ấn, liền là tại nàng độ kiếp chứng đạo, gặp được hung hiểm lúc, mới bị kích hoạt, lộ ra hiện ra. Mà nếu là lợi dụng một chút phương pháp đặc thù, tận lực áp chế, thậm chí khả năng nhường luân hồi ấn một mực vô pháp hiển hiện, càng có khả năng, trái lại bị triệt để luyện hóa thành tư lương cho nên cũng không phải nói. Ngưng tụ ra luân hồi ấn, liền có trăm phần trăm nắm bắt lại lần nữa sống ra nhất thế, sinh tử quy tắc, không có dễ dàng như vậy bị đánh phá. Hiện tại cho dù trường minh góc độ xem, thu thủy tinh quân luân hồi ấn, rõ ràng còn không có bị kích hoạt, vị này tiên là lạc kiêm gia nữ tử, rõ ràng cũng không biết bất kỳ tình huống gì. Du trường minh đáy mắt lóe lên quang mang kỳ lạ, nếu là có thể đến thu thủy tinh quân tương trợ, như vậy ngư đầu quân tiêu giao trên người sao trời lực lượng, liền có thể nhiều mấy phần tự tin, dù sao hai vị tinh quân hợp lại dù sao cũng so một người muốn tốt cho nên như có khả năng hắn cần muốn trợ giúp thu thủy tinh quân kích hoạt luân hồi ấn mà làm như vậy nhất định phải tiếp cận là kiên gia du trường minh tâm tư âm thầm lưu truyền mặt ngoài thì là đi đến lạc tộc bên kia lạc tộc tiên tử nghe qua mỹ danh hôm nay có thể được gặp thật đúng là may mắn du trường minh trên mặt lộ ra một vệt nho nhã lễ độ đúng mức nụ cười xem đến nơi này chung quanh một chút thiên kiêu tu sĩ đều là ánh mắt tối nhanh chóng chẳng lẽ này vô lượng tiên triều thái tử đối lạc tộc tiên tử có chỗ hâm mộ bất quá ngẫm lại cũng thế lạc kiêm gia không chỉ có là lạc tộc kiêng nữ càng là ngây thường tộc đế nữ có thể được cô gái này đây tuyệt đối là một chuyện may mắn lạc kiêm gia có thể tuyệt không phải loại kia đơn thuần đẹp mắt bình hoa thiên tư của nàng tu vi còn có lạc tộc cùng với ngây thường tộc bối cảnh đều không có thể bắt bày bất quá trước đó tựa hồ nghe nghe vân tộc từng cùng ngây thường tộc định ra ước định vân tộc thiếu chủ sẽ cùng mê thường tộc đế nữ thông gia vân tộc thiếu chủ không có gì bất ngờ xảy ra liền là quân công tử mà mê thường tộc đế nữ mặc dù có vài vị nhưng nghe đồn có khả năng nhất vẫn là vị này là kiêm gia chật chật lần này có ý tứ vô lượng tiên triều thái tử có lá gan này sao mấy người âm trầm thần niệm trao đổi du thái tử khách khí chúng ta đều chỉ là vì thương hồn của giới tin tức tới là kiên gia tiếng nói thanh đạm nói giống như tính cách của nàng thanh thanh lãnh lãnh bình bình đạm đạm như thanh phong tễ nguyệt mà một bên là phong nhìn xem du trường minh lông mi tối nhan này một cái quân tiêu dao đều còn không có giải quyết đâu. lại có người để mắt tới là kim gia chương 4320, uy hiếp vô lượng tiên triều không lại nhường thiên vẫn tinh vực đổi một cái long đầu thế lực lạc phong cảm giác cực kỳ khó chịu trước đó hắn sở dĩ cùng quân tiêu giao kết xuống cửu oán chủ yếu cũng là bởi vì quân tiêu giao có khả năng cùng lạc kiêm gia thông gia mà bây giờ một cái quân tiêu giao còn không có giải quyết lại có người để mắt tới lạc kim gia nhìn xem du trường minh lạc phong lông mi tối nhan nếu như nói quân tiêu giao cái kiên đám nhân vật còn có tư cách đạt được lạc kim gia bậc này nữ nhân vậy cái này cái gì vô lượng tiên triều thái tử lại là cái thá gì có tư cách gì hiện tại là cái gì am nhô a à cẩu đều có thể nhớ thương lạc kim gia sao sau đó tiến hội tiếp tục du trường minh cũng là muốn cùng lạc kim gia lôi kéo làm quen cùng nàng trò chuyện với nhau một ít chuyện lạc kim gia cũng là đúng mức đáp lại nhưng cũng chỉ là như thế, cũng là Lạc Phong, cực kỳ không thích. Treo bên trong mắt lời, đây cũng là nhiều du trường minh, chú ý tới Lạc Phong. Hai người mặc dù ở bề ngoài không có đối chọi gai vắt, nhưng là âm thầm phân cao thấp, mà chung quanh một chút người sáng suốt, đều đã nhìn ra. Lạc Phong rõ ràng là cùng du trường minh bất thường, tại đây không lâu về sao. Trong hư không, có Vân Hải Long Chu hiển hiện, uy danh bàng bạc, dung chuyển bát phương, quân tiêu giao một nhóm người xuất hiện, theo đầu truyền hàng lâm xuống, Quân Tiêu giao tầm mắt quét qua. Diệp Vũ, Tần Khung, Lạc Phong, còn có cái kia vô lượng tiên triều thái tử Du Trường Minh, thật đúng là giao hệ tề tụ một đường. Nơi này cũng là náo nhiệt. Quân Tiêu giao nói. Quân công tử đến rồi, lập qua quân công tử. Trung quanh, thế lực khắp nơi thiên kiêu tu sĩ đều là chắp tay hành lễ, dù là quần anh điện một chút thiên kiêu, cũng là gật đầu ra hiệu. Bây giờ quân Tiêu Dao quyền thế có thể xưng vô song. Coi như tại quần anh điện bên trong, cũng không có có bao nhiêu người có thể tại uy thế bên trên sánh vai cùng hắn. Quân Tiêu giao quân công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Du Trường Minh tiến lên, trên mặt mang theo ung dung ý cười, nhìn qua khí độ ung dung, hiển thị rõ một phương tiên triều quá tử khí chàng. Quân Tiêu giao chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Như thế nhường Du Trường Minh thần sắc một trầu. chung quanh mấy người cũng là tầm mắt tối nhanh chóng. Quân Tiêu giao đây là vừa đến, liền cho Du Trường Minh một hạ mã uy a. À. Đối với nhiệt tình của hắn chào hỏi, hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi đổi lại những người khác hoặc nhiều phạc ít đều sẽ cho du trường minh mấy phần mặt mũi nhưng dùng quân tiêu giao thân phận địa vị tới nói hắn nghĩ nề tình liền cho không muốn cho liền không cho du trường minh đáy mắt lóe lên một vệt ám sắc mặt ngoài lại là không có lộ ra mảy may dị trạng xen ra quân công tử vẫn là để ý chuyện lúc trước ta đám kia thủ hạng cũng quả nhiên là không có có nhãn lực hiện tại thay bọn hắn bồi lễ không thể không nói theo các cái góc độ tới nói du trường minh đều phải thể thỏa đáng mọi người chung quanh cũng là âm trầm gật đầu xem ra vô lượng tiên triều còn là hoàn toàn không muốn đắc tội quân tiêu giao quân tiêu giao lúc này mới nhàn nhạt dương mắt ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đám kia trùng kết sao lúc này sau lưng quân tiêu giao một đạo mang theo vô cùng cừu hận ánh mắt hất vào nhìn chằm chằm du trường minh du trường minh ánh mắt dừng lại trần linh nguyệt bất ngờ liền sau lưng quân tiêu giao chung quanh tất cả mọi người thấy cảnh này thân sắc đều là sững sờ là bị vô lượng tiên triều truy sát cái vị kia trần gia thiếu nữ chật chật quân tiêu giao nắm cô gái này mang đến là trực tiếp đánh vô lượng tiên triều mặt a chu quanh thế lực khắp nơi đều là lộ ra sen trò vui thần sắc trước đó bị vô lượng tiên triều diệt môn truy sát trần gia thiếu nữ hiện tại lại là công khai đi tới vô lượng tiên triều hoàng thành mà vô lượng tiên triều lại vẫn cứ còn không dám ra tay với nàng đây không phải đánh vô lượng tiên triều mặt sao dù là du trường minh tâm cơ thâm trầm giờ phút này thần tình trên mặt cũng là cuối cùng biến hóa quân tiêu giao đây là mảy may mặt mũi cũng không cho hắn a à. đã như vậy du trường minh cũng là mở miệng nói quân công tử thực không dám giấu giếm cô gái này trong cơ thể có được tham lang tai tinh chính là loạn thế thất tinh ngày sau đã định trước tạo thành tai kiếp đại họa đây cũng là vì cái gì ta sẽ phái người ra tay tiêu diệt trần gia bất luận là trần gia vẫn là cô gái này đều là tương lai đại họa cần diệt trừ du trường minh trực tiếp nói ra lần này cũng là lệnh bát phương hết thảy tu sĩ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ loại thế thất tinh tham lang tài tinh có trách tham lang tai tinh chủ trưởng tai ách họa kiếp lực lượng nếu là trưởng thành hoàn toàn chính xác có thể tạo thành đại họa trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ nhìn về phía trần linh nguyệt tầm mát đều là mang theo lạnh ý kiên kỵ trần linh nguyệt tay ngọc nắm rất chặt nhưng mà lúc này quân tiêu giao lạnh nhà tiếng nói lại là vang lên thì tính sao cái gì tất cả mọi người là khẽ giật mình Du Trường Minh cũng hơi hơi ngơ ngẩn, là tham lang tài tinh thì tính sao? Bất luận cái gì tai kiếp ta tới phụ trách, ngươi có ý kiến? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lời nói vang vọng nơi này khiến cho toàn trường đều là tịch tiếng, nếu như là những người khác nói ra lời này, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới nghi vấn trào phúng. Đây chính là tham lăng tài tinh chi chủ, há lại ai cũng có thể quản thúc. Khẽ nhưng, lời này theo Quân Tiêu giao miệng bên trong nói ra, lại là không người dám nghi vấn cùng phản bác, bởi vì Quân Tiêu giao bản thân liền là tinh thần chi chủ, bên ngoài mặc dù không biết quân tiêu giao còn người mang thiên cương mệnh tinh cùng với thái vi hồn tinh như lại biết hắn từng cướp đi qua thủy vương tộc hoàng thiên ca tử vi để tinh tăng thêm quân tiêu giao bản thân cái kia yêu nghiệt vô song thực lực thậm chí rất nhiều người cảm thấy đừng nói là một khỏa loạn thế thất tinh coi như là bảy vị loạn thế thất tinh chi chủ chung vào một chỗ quân tiêu giao đều không sợ quân tiêu giao nhiều du trường minh vẻ mặt nương lại lập tức quân tiêu giao nói cho nên về sau như vô lượng tiên triều con giam đối linh nguyệt có chút bất lợi ta không ngại nhiều thiên vẫn tinh vực đổi một cái long đầu thế lực quân tiêu giao hời hợt một câu lại là chất chứa vô tận bá khí tùy tiện nhường một phương địa vực long đầu thế lực thay đổi vô lượng tiên triều như chọc giận tới quân tiêu giao quân tiêu giao thì đổi một cái khác thế lực thay vào đó đây là như thế nào bá đạo hoàn toàn là trên cao nhìn xuống đối với vô lượng tiên triều là tuyệt đối miệt thị chung quanh thế lực khắp nơi đều là im lặng mắt lộ ra rung động tại vô lượng tiên triều hoàng thành thả ra loại lời này có thể nói nếu như là những người khác vô lượng tiên triều đã sớm tức giận rồi căn bản không có khả năng nhường hắn đi ra vô lượng giới Khe như người nói lời này là quân tiêu giao chung quanh một chút vô lượng tiên triều tu sĩ cường giả mặc dù lại nộ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng du trường minh tay áo hạ thủ cũng là chậm rãi nắm chặt đay mắt lóe lên lạnh ý nhi hắn chính là đã từng vạn tinh tứ đại tinh quân một trong phi tiên điện địa vị cao cao tại thượng lại không nghĩ rằng bây giờ vậy mà lại bị một cái hậu sinh tiểu bối như vậy miệt thị có thể nói. Nếu không phải là tại trước mặt mọi người, hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Quân tiêu giao nói xong, cũng không để ý đến du trường minh, mà là tìm một phương ghế tọa hạ, uy hiếp vô lượng tiên triều, đánh du trường minh mặt, còn muốn ngồi xuống ăn vô lượng tiên triều tịch, liền hỏi có tức hay không. Tại quân tiêu giao bên cạnh, Trần Linh Nguyệt thấy như vậy bảo hộ chính mình quân tiêu giao, đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng là có đặc thù dị sắc đang lưu động, mà cách đào không xa, thấy cái này Diệp Vũ không hiểu cảm giác trong lòng vừa đau, đặc biệt là trần linh nguyệt nhìn về phía quân tiêu giao thần sắc khiến cho hắn cảm giác hết sức chói mắt ban đầu loại ánh mắt này nên nhìn về phía hắn nhưng ở thiên thủy giới cổ thành lúc hắn lại do dự không có chân chính đứng ra giữ gìn trần linh nguyệt một ý nghĩ sai lầm mà thôi lại đào hướng kết quả hoàn toàn khác nhau kế tiếp tù hội bắt đầu thế nhưng bầu không khí lại là có chút không tầm thường bất quá du trường minh cũng là bảo trì bình thản không tiếp tục đi chơi chọc quân tiêu giao mà lại hắn thông qua vạn tinh phi tiên thuật thủ đoạn đặc thủ. Cũng là cảm ứng được, quân tiêu giao trong cơ thể, thậm chí khả năng không ngừng tử vi đế tinh cùng thiên cương mệnh tinh hai người sao. Hắn còn có cất dấu sao trời. Chưa nói chi là mộ thường hy cùng dương húc thái âm mệnh tinh cùng thái dương đom đóng. Nói tóm lại, quân tiêu giao ở trong mắt Du Trường Minh, cái kia chính là một cái to lớn thăng cấp bao. Chỉ cần có thể đạt được quân tiêu giao cùng bên cạnh hắn người sao trời lực lượng, thực lực của hắn sẽ có bước tiến dài mà nếu là nghĩ có nắm chắc hơn đối phó quân tiêu giao liên nhất định phải liên hợp thu thủy tinh quân mới được cho nên Du trường minh cũng là nghĩ lấy tiếp tục tới gần lạc kiên gia xem về sau có biện pháp hay không có thể thức tỉnh thu thủy tinh quân luân hồi ấn nhưng mà lạc kiên gia lại là đi thẳng tới quân tiêu giao bên kia cái này khiến du trường minh cùng lạc phong hai người đều là sững sờ tại tại chỗ